Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi. Bài của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng. Dấu ấn Ba Ngôi. Mỗi ngày ta ghi dấu thánh giá lên thân thể mình, đi liền với việc tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi nhiều lần. Như vậy, khi ghi hình thánh giá đồng thời với việc tuyên xưng, chúng ta vừa ghi khắc thánh danh cực trọng, vừa ước nguyện được Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần lưu dấu sự thánh thiện của Người trên thân thể, trên mọi hoạt động và trên cả cuộc đời của ta. Chúa Giêsu dạy ta biết mầu nhiệm một Chúa duy nhất Ba Ngôi. Cha là Đấng yêu Con và hằng sinh ra Con. Con là Đấng được yêu và được Cha sai vào thế gian. Thánh Thần là tình yêu nối kết Cha và Con. Như vậy, Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một ngôi vị đơn độc, nhưng là Ba Ngôi hiệp thông chặt chẽ với nhau. Ba Ngôi chia sẻ cho nhau mọi sự mình có. Mọi sự Cha có đều là của Thầy. Gioan chương 16 câu 15. Thiên Chúa vừa là một, vừa là ba. Hội Thánh cũng vừa duy nhất, vừa đa dạng. Nhờ đó, sự duy nhất của Hội Thánh không đơn độc, không nghèo nàn, và sự đa dạng cũng không trở thành cớ chia rẽ. Nếu sống là sống với tha nhân, sống cho tha nhân, sống nhờ tha nhân, thì Ba Ngôi là mẫu mực cho ta. Mỗi ngôi đều không tìm mình, nhưng luôn hướng đến hai ngôi còn lại và hướng về thụ tạo để trao ban chính mình cho thụ tạo. Từ đó tạo ra khuôn mặt riêng của từng ngôi vậy. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta chiêm ngắm sự hiện diện của Ba Ngôi ở nơi chính mình. Vì Chúa Giêsu đã từng nói, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi các con. Gioan chương 14 câu 23. Thánh Thần ở bên và ở trong các con. Gioan chương 14 câu 17. Đây là tin mừng quá đỗi lớn lao, Thiên Chúa siêu việt, xa thẳm, lại ở rất gần chúng ta, ở kề bên chúng ta. Chỉ cần quay vào nội tâm của chính mình, ta sẽ gặp được Ngài. Dù đang sống trên trần thế, mỗi người cần ghi khắc mình có vận mạng đời sau. Vận mạng ấy cắm chặt vào tình yêu, sự hiện diện, quyền năng của Ba Ngôi. Vì thế hôm nay còn sống trên đời, chúng ta cần đặt Thiên Chúa trước mặt mình, trong trung tâm của đời sống mình. Để bất luận làm gì, nghĩ gì, thể hiện điều gì, thì luôn là những hoạt động trong Chúa, hoạt động với tình yêu, hoạt động để càng ngày càng tiến tới sự thánh thiện, và nhằm đích đến là muôn đời sống trong Thiên Chúa. Hãy nhớ, chỉ những hoạt động nhân danh Ba Ngôi tình yêu được khơi nguồn từ chính nguồn mạch tình yêu Ba Ngôi, được thúc đẩy bởi tình yêu Ba Ngôi, được nuôi dưỡng bằng tình yêu Ba Ngôi, được thực hiện vì tình yêu tuyệt đối ấy, ta mới thực sự được giải phóng khỏi mọi cám dỗ, khỏi sự giữ, gieo rắc tội lỗi. Từ đó bản thân mới có thể đổi mới mình, đổi mới xã hội và mang lại cho trần đời sự sống và hạnh phúc đích thực. Khi làm được những điều ấy, ta mới thực sự sống mầu nhiệm Ba Ngôi một cách đúng đắn và tích cực. Và chỉ như thế, mầu nhiệm cực trọng này mới trở thành trung tâm niềm tin của chính bản thân ta. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, để tình yêu của chúng con cũng trở thành mẫu mực của tình yêu cho thế giới. Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa sâu thẳm trong tâm hồn chúng con, để khi biết rằng chính Chúa ngự trong tâm hồn mình, chúng con biết xa lánh tội lỗi, xa lánh mọi cám dỗ. Nhờ đó chúng con xứng đáng lãnh nhận hồng ân sự sống Ba Ngôi và có thể chứng minh tình yêu của Chúa cho thế giới chúng con đang đồng hành. Bài của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng.